Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục solo squad map sa mạc nha. Và theo như cái đường bay này thì chúng ta chỉ có thể nhảy ở khu biệt thự thôi. Mặc dù dạo gần đây thì ở đây sẽ không còn đông người như trước nữa, nhưng mình vẫn quyết định vào đây tại vì nó phải gọi là mát độ giàu. Vâng, đi ra cứ K98X8 thế kia thì không vào hơi bị phí đấy. Không biết tại sao anh em nghĩ gì mà cứ thích bay vào mấy cái khu thành phố đông nhà đông cửa thế nhở. Vào đấy thì chỉ có việc lút đồ thôi. Giao tranh rất là ít. Tại vì bọn kia nó toàn lút xong nó lại bỏ đi chứ nó không bắn nhau. Ok. Không biết là có ai đi theo mình không. Ui dồi ôi. Đi theo ân là một sai lầm to nhá. Ok, thằng này yếu rồi. Ui dồi ôi. Cam cửa. Hey, hello. Quái xoài. Đầy đủ hai súng. Nhưng quá đen. Thế đích nào lại cam cửa như thế nhở? Vô lý. Ok, có mỗi hai thằng thôi à? Còn nữa đâu? Cứ bơi hết vào đây. Chắc có lẽ bạn nó ở bên nhà này thôi. Ơ, sao lại nằm ôm bụng ở đây thế? Bạn bè đâu hết rồi? Vâng. Không có bạn à? Sao lúc nào mình nhảy vào đây cũng có mỗi hai người là thế đấy nào nhở? Vô lý. Cuộc đời thật là bất công. Thằng thì hai hộp sữa, thằng không hộp nào. Con đi tìm người nãy giờ tìm mãi không ra. Và người thì cứ tránh người nhưng lại gặp. Rồi mong quả thính này sẽ kêu gọi được một mả người đến lút. Ok. MK14 thì chúng ta sẽ bắn tạm tạm thôi. Trận này hơi nghèo. Úi dồi ôi, mình sẽ đánh xe đi cất nha. Hồi cái hôm đầu tiên mình cam thính thì anh em lại bảo là cam thính lại không cất xe đi thì cam. Sao lại. Ok. Vẫn chưa thấy một ma nào đi nhặt thính. Trời ơi. Ui dồi ôi. Cái gì đây? Có người rồi anh em ạ. Vui ghê. Ui dồi ôi. Cái định mệnh. Nó lao như kiểu là kia đánh bom. Này thì đánh bom này. Này thì cứu ấy. Cho mày ăn quả bom. Ui dồi ôi. Ui, bom trong nhà. Thôi xong rồi, chạy. Cái định mệnh nó lừa. Phí thế. Biết thế mình cầm súng mình sấy luôn ạ. Vâng, quả bom nó lăn lại vào nhà nên phải rút thôi. Ok, nó cứu xong hết rồi. Cạn lời. Một bé này. Double kill này. Một thằng nữa. Ok, nó ở đâu bên này? Úi dồi ôi. Sấy không cần tâm luôn cho nó chất anh em ạ. Clear team. Công việc còn lại là loot thôi. Ngon ghê á. Tám x này. K98 này.
Ui dồi ôi, sai lần các kiểu luôn. Vãi xoài. Trời ạ, à, rau vậy. Vâng. Team ship đồ. Cảm ơn các bạn nha. Ship y một mả đồ luôn. Lút không có hết. Ok, cosplay cái váy của thằng kia. Ui dồi ôi, 28X K98 các kiểu. Vâng, bọn này giàu vậy. Giàu như thế còn đi lút thính. Đúng là bọn này tham. Người ta gọi có câu là tham thì thâm đấy. Bây giờ mình chỉ cần một cây M24 nữa thôi là ok. Nếu mà cho khẩu ốp thì tuyệt vời. Vâng, thực sự phải đến gần bo cuối kìa mới nhiều người bắn như thế này. Mấy bo đầu thực sự không thể tìm ra người để mà bắn. Chán quá anh em ạ. Mình nghĩ thính này sẽ đông lắm đây. Lại MK14 cái đậu phộng. Đéo thèm nhạt luôn. Cái khẩu đấy bắn chán lắm. Nó cũng phải gọi là mạnh hơn SKS thì phải. Nói chung mình cũng không thích khẩu đấy. SKS mình cũng không thích. Chẳng qua là không có súng thì sẽ là cầm thôi. Còn lúc nào cũng phải trên tay K hoặc M24 các kiểu nó mới thích anh em ạ. Còn trận nào nghèo quá thì đành phải chấp nhận thôi. Không có ai đến lúc thế nhỉ? VL vậy. Còn 25 thằng nữa. Vô lý. Các bạn đâu hết rồi? Nguyên cục thính đỏ lòm đi kia, không đi lút. Phí hết của giời. Thôi không cần đi xe. Bo này đi bộ được rồi. Cũng không cần thiết phải đi xe. Các bạn chỉ cần phun nước là có thể chạy nhanh rồi. Chúng ta sẽ lên trên cao này, đứng nhìn xuống bắn cho nó sướng đi. Ủa? Cái éo gì vậy? Vãi xoài, còn thằng nào KS nữa? May phát ca cuối là cái phát kết liễu cuộc đời của thằng kia. Không thì bị KS má rồi. Con chả biết ở đâu KS luôn. Có xe vừa vào này. Ui dồi ôi, không knock à. Phí thế. Ui dồi ôi, nó đẩy lên tới nơi kìa. Úi dồi ôi, hình như nó clear team kia rồi. Đu gặp bro.
Nhưng team này thì mình clear 2 thằng rồi. Không biết còn bao nhiêu. Này thì bro này. Ok. Tiếc quá. Để team này nó ăn sạch team kia rồi. Ok, mình sẽ đá nhẹ có mấy cái xác nha. Ui dồi ôi, mũ 3 này. Ok. Tầm này chúng ta cũng không cần phải lốt đồ nữa. Tại vì quá giàu rồi. Gặp nguyên team shipper tận tình đến như thế. Còn cái gì cũng có. Không thiếu một cái gì luôn. Bây giờ chỉ thiếu M24 với lại ốp thôi. Một bé này. Ok, hình như là chỉ có hai đứa thôi. Đang cứu này. Ngồi dậy đây. Tôn tí thôi. Úi dồi ôi, thế không trúng đầu kìa. Phí hết của rồi. Không xong rồi, nó lại cứu. Cái đậu phộng nữa. Tôi cảm giác mình có thể cân tất nhưng lại không ăn được kill ấy. Không sao. Bây giờ quan trọng là lấy cái top thôi. Các bạn cứ bảo mình rank thấp nhưng rank mình hiện tại mình ngày nào mình cũng bắn mà. Làm sao có chuyện rank thấp được, bắn với toàn gà được. Nhưng đi đêm thì cũng có ngày gặp ma anh em ạ. Lâu lâu mình cũng có thể gọi là gặp một vài tay gì đấy bắn rất là xuất thần. Nhưng lâu thôi. Bình thường thì mình chỉ bắn những ai thôi à. Người ta cũng thế và mình cũng thế. Trừ phi mà người ta có cái gốc đẹp thì mình chơi không lại. Mình sẽ đâm thẳng mặt vào bo luôn. Mình nghĩ trên đầu mình sẽ có người. Và sau lưng mình cũng thế. Bây giờ mình sẽ chạy viền bo đấm lên. Trên khu nhà. Trên khu nhà này có người. Và bọn sau lưng cũng áp sát vào chân mình cho xem. Mình chắc chắn điều đấy. Nói chung là cứ quan sát thôi. Có thì bắn và không có thì thôi. Rồi, bo qua bên kia. Quả bo hơi bị khốn nạn tí. Biết ngay mà. Con lợn này. Chắc bồ nó trong khu nhà rồi. Hồi máu này. Phải cái thằng lúc nãy mình knock ngoài đồng không ta? Ơ à, bắn vào đầu không knock kìa. Cái định mệnh game đôi lúc nó cứ ảo ảo sao ấy. Rõ ràng mũ 2 vào đầu không nóc. Cạn lời. Bắn thế không nóc thì hết bá rồi. Thế nhẽ trận này mình gặp hết rồi ta. Thôi kệ bá đi. Chúng ta sẽ không tham cái thằng nóc. Chạy vào bo. Và trong này có người.
Đây rồi. Mới có một thằng. Một bé này. Thằng kia đâu rồi nhở? Úi dồi. Knock tiếp này. Úi dồi. Cái khẩu M4 mệnh vậy. Chắc thằng này yếu sẵn rồi. Clear. Còn bọn bên này nữa. Nhấp nhô cứu này. Ok. Clear hai team. Rồi, hết rồi. Mình phải check thêm một lần nữa. Tại vì mình không thể nhìn kỹ được. Còn 5 thằng nữa. Ok. Dã nhau trên này. Ủa, chết luôn. Một bé này. Giết luôn. Ôi, không được rồi. Định mệnh thằng nào chơi khói vậy? Vãi cả không mũ còn lòi nhòi. Lòi nhòi này. Thằng này cũng không mũ luôn. Rồi xong rồi. Ui, quả khói đẹp thế. Mình công nhận thằng nào ném khói chất đấy. Cảm ơn nha. Vì quả khói mà nó không thấy mình. Có lẽ là như thế. Ý. Ok, top 1. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau nha. Bye bye.